Bon Cơ Khí Nam Bon xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cô chú anh chị các bạn một cái dàn đắp bờ. Cái dàn đắp bờ này mà lên dàn ben các bạn. Thiết kế mẫu mới. Nó là thầy ben thi lực luôn. Thiết kế cái dàn ben này nó nằm trong cái dàn đắp bờ mà các bạn, chứ không có mà nó xài, không có xài trong cái máy cài nha. Có máy cài đang nổ á, máy cài là của ta 2402. Nhưng mà cái dàn đắp bờ này á là thiết kế nó đi luôn, có cái bơm nhớt, bơm T-ben nó nằm đây luôn các bạn. Khi nào đắp bờ, khi nào có đưa chuột đó. Cái bờ nó quay là mấy cái bơm này nó mới có bơm nhớ ben nha, còn không có được, còn cái đường chuột này mà không có quay ra là cái bơm này không có xài, không có tác dụng gì hết nha. Chỉ đi vô đắp bờ là cái đường chuột nó quay, là cái bơm này nó mới quay. Cái ben này nè, còn cái ống hơi ở đây, cái ông nhớt ở đây, ông nhớt này nó cũng đỡ gì, chứ bây giờ ông nhớt của mấy trái tay thôi các bạn. Đây cái đầu ra nó nè, còn này đầu vô nè. Giờ nó bờ này dưới là nó được 2 cm, cái T-ben nó nằm đây các bạn. Đây cái ben ở đây, cái T-ben này nó là nó xài điều chỉnh cho cái chảo nè các bạn, đang đưa bằng ben chảo lên xuống. Cái dàn đắp bờ này dàn đắp bờ ngang, cái chảo này cỡ 70 các bạn, dàn cái dùng kính nó 70 nha, 70. Còn cái con máy cài Kota nè, N4202TD. Cái đồ chuột đó, chỗ đó đó bạn, nó đi qua cái hộp số nè. Hộp số nè, nó mới xuống cái nhông, một cái hộp nhông nha, hộp nhông riêng, nó mới qua cái hộp sọ nè, nó mới chạy cho cái cần đăng này, nó mới xài qua cái chảo. Ở trong này có một cọc dây sên nè, dây sên nó chạy, nó chuyển cho cái dàn găng, 8 găng. Rồi, có thấy Nam Bon cũng xin để lại số điện thoại trên video. Cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ đến chủ xưởng đập máy và đóng máy nha. Đây là cái dàn đắp bờ ngang. Dàn đắp bờ ngang. Rồi mình cũng xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình hẹn lại video sau. Thúc video đây, hẹn lại video sau, bye bye.